Mụn sưng đỏ, mụn nổi lung tung, mụn lên không đoán trước. Làm thế nào để xử lý những cái mốt mụn không mời mà đến này một cách nhanh nhất và hiệu quả? Công ty hiểu bác sĩ của video ngày hôm nay. Hello, bác sĩ Hiếu đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của bác sĩ Hiếu. Và đương nhiên như thường lệ, bác sĩ Hiếu có fanpage chính thức là bác sĩ Hiếu và group cộng đồng chăm sóc sức khỏe. Các bạn có thể tham gia vào đây để nhận nhiều hơn những bài viết chia sẻ hữu ích từ nhóm này. Ok, vậy đầu tiên các bạn muốn xử lý những cái nốt mụn không mời mà đến thì các bạn cần hiểu. Thứ số 1, mụn sưng đỏ là gì? Mụn sưng đỏ là những cái mụn mà nó vô tình lên mà bạn không lường trước được. Tuy nhiên thì có rất nhiều cách để các bạn có thể biết được là khi nào nó có cơ hội lên và diễn biến nó ra sao. Thông thường mụn sưng đỏ sẽ thường gặp ở những vùng khó chịu nhất như sau. Thứ nhất đó là vùng trán. Thứ hai là vùng hai má. Thứ ba đó là vùng quanh miệng. Đó, vùng quanh miệng. Và thứ tư đó là vùng góc hàm. Đây là bốn vùng các bạn lên, nhưng cái vùng nhiều nhất hay gặp đó chính là vùng trán và vùng quanh miệng. Vậy thì tại sao nó lại lên ở vùng này? Vậy theo quan điểm của đông y thì mụn ở trán thì do cái gì nhỉ? Chắc nhiều bạn đã biết rồi đúng không? Hay là mụn ở quanh miệng thì do nóng trong người? Theo quan điểm của đông y và tây y nó sẽ có những cái điểm giống và khác nhau. Vậy thì có rất nhiều những cái nguyên nhân có thể gây ra những mụn sưng đỏ này. Và đặc điểm các bạn nhớ kỹ nhất trong cái phần là mụn sưng đỏ là gì? Đó là những nốt mụn lên mà các bạn không đoán trước được và tình trạng lên cấp tính, nhanh, sưng, nóng, đỏ, đau. Và bạn cần phải xử lý ngay lập tức để hạn chế bộ nhiễm thành cái mụn viêm to và để lại những cái di chứng và mất tự tin khi các bạn đi làm hay tiếp xúc với mọi người. Phần số 2 đó là các nguyên nhân thường gặp gây ra. Vậy những nguyên nhân thường gặp như sau. Số 1 đó là các bạn ăn đồ cay nóng. Đồ cay nóng thì các bạn hãy hiểu rằng cay nóng có nghĩa là những cái đồ thực phẩm mà có khả năng gây nóng trong người và gây tăng cái vận mạch. Và nếu các bạn đã xem video trước, các bạn sẽ hiểu chia sẻ rất kỹ về phân loại các loại gia vị trong đồ ăn, thì các bạn sẽ thấy rằng là vậy thì cay nóng, đặc biệt là khi các bạn ăn những đồ cay nóng mà bạn không hề hay biết, không hề nghĩ, hay bạn nghĩ rằng là chỉ hơi cay một chút thôi là được. Khi các bạn tưởng rằng thì hơi cay cay một chút của bạn thôi, nhưng mà với level ăn đồ cay của bạn so với những người thường thì nó rất cay. Như vậy, nếu như các bạn ăn các đồ cay nóng ngay ngày hôm đó và chỉ một vài tiếng sau nó sẽ bắt đầu lên những cái mụn nước và hơi ngứa ngứa, mà các bạn gãi cậy thì nó thành mụn bội nhiễm. Hoặc là buổi sáng hôm sau ngủ dậy thì bạn bất ngờ thấy lên hai cái mụn to đùng ở trán. Và đặc biệt đối với những bạn ăn đồ cay nóng hay có thói quen hút thuốc nữa hoặc đeo khẩu trang thì nó cũng có thể lên những mụn cấp tính sưng đỏ, đó là những cái mụn viêm ở ngoài quanh miệng. Nguyên nhân số 2 đó là các bạn thức khuya và stress. Nếu thức khuya mà không bị quá căng thẳng thì đương nhiên nó sẽ hạn chế được những cái mụn sưng đỏ cấp tính như thế này. Nhưng nếu như đa số các bạn thì thức đêm thì chúng ta lại hay là phải làm deadline này, phải chạy chương trình hay chạy dự án, thì nó sẽ làm cho các bạn có thêm cái sự căng thẳng. Và chính cái sự căng thẳng này làm tăng tiết các hormone cortisol ở trong máu, và hormone này cũng là một trong yếu tố gây ra mụn vì nó corticoid. Điều số 3 đó là các bạn không có một cái thói quen lâu dài dùng các loại retinoids và các sản phẩm giúp bình thường hóa và thông thoáng cổ năng lông. Bởi vì khi cái mụn sưng đỏ lên thì nó là một nguyên cấp tính, ngay lập tức cái nang tuyến mãn nhĩ của mình bị bít tắc lại và nó không thoát ra ngoài được và hình thành nụn viêm. Ngoài ra còn kèm theo cơ chế gây ngứa và gây bội nhiễm. Phần số 3, nguyên tắc xử trí cái mụn sưng đỏ như nào, làm thế nào để bạn xử trí nó đơn giản đúng không? Vậy thì chúng ta hãy có những cái nguyên tắc sau. Bước số 1 đó là xử lý nguyên nhân. Nếu như các bạn là nguyên nhân do ăn đồ cay nóng, ăn cái đồ nhiều dầu mỡ và gan thận phải làm việc nhiều, thì điều số 1 đó là chúng ta nên chọn thêm sản phẩm bổ gan, làm mát gan, thải độc, uống thêm nhiều nước và ăn thêm nhiều hoa quả và rau xanh. Số 2 đó là liên quan đến sự căng thẳng trong cuộc sống. Vậy thì đương nhiên rồi, trước khi đi ngủ các bạn hãy có thử luyện một thói quen mới như sau. Đó là 30 phút trước khi ngủ thì các bạn hãy rời khỏi cái điện thoại, rời khỏi màn hình máy tính và nghĩ đến những cái điều tích cực của ngày hôm sau các bạn ngủ dậy. Thì bác sĩ tin rằng bạn sẽ có những giấc ngủ ngon, bởi vì chúng ta sẽ hạnh phúc và happy có những giấc ngủ ngon nếu chúng ta mơ ở trong một tòa lâu đài. Và nguyên tắc số 4 chính là phần số 4 tiếp theo. Vậy thì nếu như các bạn chưa tập những thói quen như thế, chưa có trong mình những cái mindset đủ mạnh và có những thói quen chăm sóc da khoa học, thì chúng ta phải làm gì trong trường cấp tính đó để giúp các bạn có thể tự tin khi mà các bạn đi giao tiếp, cũng như là giúp cho đặc biệt là những bạn mà tham gia, ví dụ là làm truyền thông này, làm bộ mặt đại diện thương hiệu, thì các bạn không thể make mãi được đúng không? Khi mà mặt toàn mụn sưng đỏ thì phải có những sản phẩm nào. Vậy nhóm sản phẩm số 1 đó chính là BHA nồng độ cao. Rất tiếc ở trên thị trường Việt Nam hiện nay không có nhiều loại BHA nồng độ cao cho các bạn lựa chọn. Loanh quanh quẩn quẩn thì cũng chỉ có là BHA 2%. Vậy thì đối với 2% mà chấm điểm mụn thì thực sự nó không quá xinh nhê, hay còn gọi là mụn inox đó.
một vài cái loại bác sĩ Hiếu từng test qua, ví dụ như là acne rapid, cái tip là chấm mụn 4 giờ của Murad nó cũng không thực sự quá mạnh. Tất nhiên là nếu dùng em này cho cái nhiệm vụ khác thì nó làm hoàn thành rất tốt, nhưng nếu mà để chỉ mụn 4 giờ thì nó lại không quá mạnh. Hay là nhiều em BHA khác, thậm chí là kể cả BHA 9% của ColorChoice, nó cũng là một sự lựa chọn khá ok thôi chứ không phải là ok quá. Và bác sĩ Hiếu tin rằng và hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều cái loại BHA nó mạnh hơn, và đặc biệt là cái base của nó sẽ tăng khả năng thẩm thấu để giúp cùng xe nhanh hơn. Còn nếu các bạn yêu thích sản phẩm này, đừng quên comment xuống bên dưới những cái điều bạn mong muốn nhất khi lựa chọn những sản phẩm chấm đầu mụn và xe của mụn nhanh. Và bác sĩ Hiếu sẽ tiếp tục tìm ra những sản phẩm để giúp cho các bạn đảm bảo là xe nhanh hơn và happy hơn. Còn đương nhiên, nếu như các bạn có thêm hoặc là xem đến hết cái video này hoặc là xem hết các video trên kênh YouTube của bác sĩ Hiếu thách các bạn điều này. Bác sĩ Hiếu tin rằng các bạn sẽ có sự linh động trong việc lựa chọn và sẽ đi đến đích được nhanh hơn. Cách số 2 đó là dùng alcohol, có nghĩa là dùng cồn. Nghe thì nhiều bạn nói rằng là chẳng những em đi dùng rượu thuốc để chấm mụn đúng không, nhưng thực tế rượu thuốc mà dùng đúng cách thì nó cũng có hiệu quả nhé. Thì cái alcohol cồn sẽ có tác dụng là lấy làm sạch và lấy đi cái lượng dầu thừa cực kỳ tốt. Vậy thì nếu các bạn dùng alcohol mà xử lý tại các điểm mụn, sát khuẩn ở vùng điểm mụn, nó không những là hạn chế vi khuẩn, hạn chế bội nhiễm mà nó còn làm sạch dầu nhờn và giảm một phần cái lượng bị tắc ở phần cổ năng lông, thì nó cũng là một cách để các bạn có thể là xử lý mụn này nhanh hơn. Cách số 3 đó là dùng nhiệt độ. Có lẽ là nhiều bạn chúng ta đã nghĩ đến cái phương pháp là dùng salon pad để dán lên điểm mụn đúng không? Thì đây là một cách rất là dân gian. Tại sao lại dùng salon pad dán lên điểm mụn? Bởi vì salon pad nó sẽ là cung cấp một cái nhiệt lượng nó sẽ nóng, và khi nóng thì nó sẽ làm tăng hoạt hống, tăng hoạt tính, tăng hóa ứng động và tăng cái lượng máu đến cái lớp mụn viêm nhanh hơn, và từ đó sẽ giúp cái mụn viêm này nó chín nhanh. Và khi mụn viêm chín nhanh thì nó sẽ nhanh các bạn đến đích hơn. Tức là nhiệm vụ chính của nó là mụn nhanh chín và nhanh đến đích. Nhưng có một cái nhược điểm là khi các bạn dán kín cái phần miệng mụn thì nó sẽ có nguy cơ là bội nhiễm và hình thành mụn. Nó là các điều các bạn cần phải cân nhắc. Nói đến nhiệt độ thì bác sĩ không hy vọng rằng các bạn lại chúng ta đi nướng than sau đó là gì mặt đâu. Nhiệt độ đây là bác sĩ muốn chia sẻ với các bạn, nó là cái salon pad nhé, không phải những cái loại mình nghĩ xấu. Ok, phần số 4 đó là áp lạnh. Áp lạnh sẽ dành cho những cái lớp mụn mà nó không có xu hướng mưng mủ lớn, hoặc là các bạn muốn giảm thiểu cái nguy cơ tác dụng phụ của nó để lại, ví dụ là thâm mụn hay là cái sẹo hay là cái mụn bội nhiễm, thì cái nhiệt độ lạnh nó sẽ giúp cho làm giảm cái tốc độ phản ứng viêm lại. Để nếu như cơ thể mình đủ khỏe hoặc là các bạn dùng thêm kháng sinh bôi thì nó sẽ giúp cái mụn này nó không bị loang lổ ra xung quanh. Cách này thì lại sẽ làm cho mụn lâu khỏi hơn, nhưng mà lại hạn chế được nguy cơ hơn. Vậy thì các bạn thích một phương pháp là lâu khỏi nhưng ít nguy cơ, hay các bạn muốn một phương pháp là nhanh khỏi nhưng mà tăng nguy cơ như là cách nóng, thì các bạn thử xem chúng ta chọn đáp án nào. Còn đương nhiên bác sĩ Hiếu thì sẽ chọn tất cả phương án, bởi vì nếu phối hợp chung với nhau rất là hiệu quả, nhưng phải biết cách. Ok, cách số 4 ok, đó là sử dụng BPO hoặc là kháng sinh bôi. Nếu như bạn đã từng xem kênh YouTube của bác sĩ Hiếu thì biết chắc rằng BPO và kháng sinh bôi là điều không thể thiếu trong việc xử lý mụn sưng đỏ. Theo cơ chế đó là BPO cung cấp oxy tự do và diệt các vi khuẩn kỵ khí, nhưng gặp vi khuẩn hiếu khí thì nó mạnh hơn. Thế nên là một mình BPO nó hay kháng, nó vẫn không phải là lựa chọn là hoàn hảo nhất, nhưng mà vẫn phải có thêm. Nhưng mà số 2 tiếp đó là kháng sinh bôi. Vậy thì kháng sinh bôi hiện nay nó cũng thực tế là vi khuẩn đã kháng thuốc rất là nhiều rồi, đặc biệt là những bạn hồi nhỏ hay ốm, hoặc là các bạn mà cơ thể yếu mà phải uống nhiều kháng sinh do mà chúng ta phải dùng từ bé nhiều, thì cái nguy cơ kháng thuốc ở trên da nó cũng rất là cao. Vậy thì khi mình dùng đa dạng các loại kháng sinh, ví dụ như là azithromycin đường bôi, hay là clindamycin đường bôi, hay là fusidin đường bôi đó, hay là ở nhiều loại khác nữa, nhưng mà nếu như các bạn có thể phối hợp đa dạng các loại thì nó sẽ hiệu quả hơn. Hoặc là xem lại các video trước, bạn sẽ hiểu phân tích cho các bạn về cách phân loại giữa cái nhóm vi khuẩn kỵ khí và nhóm vi khuẩn hiếu khí, nhóm vi khuẩn gram dương, gram âm, ký trùng, nấm, virus, thì các bạn sẽ rất là dễ dàng để lựa chọn cho mình những cái loại nào nên bôi. Vì nếu bạn chọn sai loại thì hiệu quả không những là không có mà nó còn làm cho bụng mình nặng hơn. Nên là hãy xem lại các video trước của bạn sẽ hiểu để chọn đúng loại hơn cho mình. Tất nhiên là kháng sinh bôi cũng không khuyến cáo quá, vì suy cho cùng thì nó vẫn là cái sản phẩm cần sự quê toa. Nhưng nếu đường bôi ở da thì nó cũng không quá nhiều cái nguy hiểm, nên là các bạn có thể cân nhắc được. Chứ bác sĩ Hiếu sẽ không thể giới thiệu bạn là các cái phương pháp đường uống, bởi vì kháng sinh uống thì buộc là phải có sự kê đơn. Vì nếu các bạn mà không dùng đúng liều lượng, dùng sai ngày, dùng
không đủ ngày nó cũng đã nhiều cái hệ quả phía sau rồi, nó cũng không khuyến cáo các bạn là dùng để uống. Ok, và cách cuối cùng này sẽ là phần thưởng dành cho những bạn đã xem đến cuối cái video clip này đúng không? Đó là sử dụng betadine. Nghe thì rất là đơn giản đúng không? Nhưng nhiều bạn không nghĩ ra betadine thực sự là một trong những loại có thể giúp làm xử lý cái bụn viêm rất nhanh, rất là nhanh luôn. Nhưng chỉ có một cái nhược điểm là cái màu nó là màu vàng. Và cái màu vàng khi bôi lên mặt thì các bạn sẽ cảm thấy là mất thẩm mỹ. Mà cũng điều số 2 nữa là betadine có thể nhé, không phải tất cả, có thể một vài trường hợp là sẽ làm mụn nó bị thâm lâu hơn đó. Nhưng tất nhiên là nếu mụn viêm lâu thì nó cũng phải lại thâm lâu thôi. Vậy thì không phải gian nào cũng như vậy, nhưng nó sẽ có góp phần là thâm lâu hơn thì chúng ta sẽ đánh đổi một chút, tức là thâm hơn một tẹo, nhưng mà mụn viêm nó nhanh xe thì cũng là một cách. Còn tất nhiên nếu các bạn biết cách thì thực sự betadine là một trong những loại mà giúp xử lý mụn viêm cực kỳ rẻ tiền mà các bạn không thể thiếu. Có thể mua ở ngoài hiệu thuốc khoảng vài nghìn thì có thể để sẵn ở nhà để các bạn có thể chấm vào các đầu mụn để giúp nó nhanh xe hơn. Thì đây là những cách rất là thông dụng. Vậy trên đây là những cái phương pháp mà Siêu bật mí cho các bạn để chúng ta sẽ có những làn da đẹp hơn và xử lý các mụn không mời mà đến một cách dễ dàng. Và nếu các bạn thấy video clip này hay, đừng quên like, subscribe và chia sẻ đường link này để nhiều người biết thông tin hữu ích. Và Siêu xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.